Mấy bạn ơi, mình mới coi được cái cách chỉnh phục này, nó lạ lắm nè. Rồi, xem xong thì anh em thấy sao? Phức tạp quá hả? Tốn nhiều đồ nghề quá hả? Mất sức và mất thời gian quá hả? Chưa kể là chỉnh như vậy là không biết cái phuộc với lại cái xe của mình nó có cân bằng hay không. Ngoài ra còn cái vấn đề nữa là chỉnh như vậy thì không biết cái phuộc các bạn có bền hay không nữa. Đó là một cái vấn đề mà cũng cần phải nhắc tới. Vậy nếu như bạn vẫn đang có nhu cầu là cần phải chỉnh cái phuộc của mình thì Vinh sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái mẫu phuộc có thể dễ chỉnh hơn đến từ nhà Racing Boy. Đầu tiên sẽ là dòng phuộc Racing Boy A2 series. Đối với lại cái mẫu này thì giá chưa tới một củ luôn nha anh em. Anh em nghe không lầm đâu, giá chưa tới một củ. Nhưng mà có thể chỉnh được độ nén lò xo với tổng cộng là 7 nấc chỉnh và có thể chỉnh được bằng tay, không cần đồ nghề gì hết anh em. Cho nên em chỉ cần đưa cái tay vào ngay cái vị trí này nè, chỉnh. Đó, là mình đã có thể thay đổi được độ nén lò xo với tổng cộng là 7 nấc. Lò xo thì có nhiều màu để cho anh em lựa chọn nữa. Và nếu như anh em cần một cái dòng phuộc Racing Boy mà nó phải đẹp hơn nữa thì Vinh sẽ giới thiệu đến cho anh em dòng C-Series. Với dòng này thì chân trên chân dưới sẽ được làm bằng chất liệu nhôm nè. Quan trọng nhất là nó cũng có nhiều màu lò xo để cho anh em lựa chọn. Và nếu như anh em cần những cái dòng phuộc mà có bình dầu nè và phải nhiều tăng chỉnh hơn nữa, chúng ta có thể lựa chọn những cái mã khác, ví dụ như là MB nè, VE nè, VS nè, VD nè, bao la bát ngát để cho anh em lựa chọn luôn. Còn riêng đối với dòng C series này á thì anh em muốn chỉnh được cái độ nén lò xo chỉ cần một dụng cụ thôi, không cần phải quá nhiều và nó còn nhỏ gọn nữa. Ta-da, chính là cái cây đũa này đây. Thì cái cây đũa này anh em sẽ nhận được nó khi mà mua bất kỳ một cái dòng phuộc Racing Boy nào tại shop hay bánh nha. Thì cái cách sử dụng nó vô cùng đơn giản luôn. Anh em thấy những cái ngấn nhỏ nhỏ tròn tròn này không? Đó, thì anh em chỉ cần đưa cái cây này vào. Đó, sau đó là thao tác dặn. Thì cái lò xo của mình nó sẽ lên hoặc là xuống thì tùy theo cái hướng dặn của anh em thôi. Vô cùng đơn giản luôn. Một cái cây nhỏ vậy thôi là chỉnh được cái lò xo phụ rồi. Không cần phải quá nhiều đồ như là ở trên clip đâu. Nói tóm lại thì những cái dòng phụ này sẽ cho khả năng hoàn thiện nó tốt hơn, đem lại cái vẻ đẹp cho cái dàn chân xe của các bạn nè. Nhiều màu sắc để cho các bạn lựa chọn nữa. Với cái dòng phuộc này á, Vinh tin chắc khả năng chịu tải xe của các bạn nó sẽ tốt hơn. Bởi vì sao? Vì lò xo và ti phuộc của những cái mẫu phuộc đồ chơi này á sẽ được làm to hơn đối với lại cái mẫu phuộc zin, và quan trọng nhất là phuộc sẽ được bảo hành 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm, cho nên anh em cứ yên tâm và sử dụng. Khi anh em mà ráp phuộc ở bên mình á thì sẽ được làm thêm 4 bước chăm sóc xe, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn và tăng côn. Bởi vì sếp Vinh thường hay chia sẻ, không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh Ba Tuổi xin chào và hẹn gặp lại.